Chào tất cả quý anh chị cô chú. Ngày hôm nay thì bên nhà Bảo cũng vừa được công ty giao cho mẫu máy khoan pin chọt K7 anh em nha. Máy này á thì một mẫu mặt hàng best seller nhà Bảo luôn, bán vô cùng nhiều nha, được rất nhiều quý anh chị cô chú mình á là tin dùng lắm nha. Mẫu này á thì mình sẽ thấy máy sẽ có là 4 chức năng trong một này, để mình xài lực máy thì anh chị cô chú mình mua sẽ có lực lên đến là 60 N này, máy là hai cấp số quý anh chị cô chú nha. Đó, cấp đầu tiên là điều tốc từ 0 cho đến 450 vòng, và cấp tối đa là cấp số 2 nha, lên đến là 2000 vòng trên 1 phút nha. Đó, những anh chị cô chú nào xài á thì máy này trang bị động cơ là brushless không chổi thang này, bên sau á nâng cấp thêm cho mình một miếng đỡ kim loại này kia để mình xài chức năng thứ tư nha, là đóng đinh này, đóng ốc này kia. Nhưng mà theo Bảo á thì mình xài máy bền, xài ba chức năng là được rồi. Rồi lúc mà khui máy anh này ngày hôm nay, sản phẩm này là được trợ giá lên đến là 100.000 một bộ nha. Thì anh chị cô chú mình mua trước đây mức giá đang là 1.050.000. Ngày hôm nay á, hàng mới về, màu xanh Galaxy, màu xanh lá, mức giá là 950.000 một bộ thôi. Rồi lúc mà mình mua, đầu tiên nha, sẽ có cho Bảo và tất cả quý anh chị em mình một túi đựng đến từ hãng Akuya này, hai quả pin chọt đến từ nhà Akuya luôn, 16.8V nha. Mẫu pin này á thì anh chị nào xài bắn vít này kia cũng tương đối là nhiều nha. Tiếp tục là một quả sạc đế giúp mình sạc nhanh hơn và tiện lợi hơn. Rồi ngoài tính năng máy là có báo pin nè, điều tốc nhanh chậm, đảo chiều tới lui anh chị nha. Và máy sẽ đi kèm cho mình lên đến là ba chức năng này. Bắc vít thì là 25 cấp trượt, khoan gỗ, khoan sắt, thì mình sẽ thay cho Bảo cái đầu chuyên vít này sang đầu khoan, đầu kẹt 10mm. Và cuối cùng là chức năng bắn bê tông nha. Rồi Bảo chỉ cho anh chị cô chú mình một cái mẹo nhỏ nhỏ nha. Đấy, lúc mà anh chị cô chú mình á xài chức năng chuyển này á mà qua bê tông cũng như là sắt khó, thì mình đang ở cấp độ cao này, mình chuyển về ngay cho Bảo cấp độ thấp, bấm vít cho trượt là anh chị cô chú mình chuyển chức năng á nhẹ nhàng vô cùng luôn để mình xài. Rồi ba chức năng này nếu mà mình xài chuyên về nhu cầu lợp tôn này, bắn thật cao, có thể xài cho Bảo đầu trần, chọc đầu vít lục giác vào đây mình xài. Còn nếu không là mình sẽ xài cho Bảo đầu bắn vít như thế này này. Đầu này á là đầu gài bằng bi anh chị nhá, nên là mình sẽ xài á không chuẩn bằng cái đầu kẹt, nhưng mà bắt vít thì cũng nhẹ nhàng vô cùng thôi. Đó, mình xài bộ này ngày hôm nay nhà Bảo về cho mình á là hai màu. Trước đây á sẽ có màu xanh lá này, màu xám, bây giờ á thì sẽ có màu xanh lá và màu xanh Galaxy, là màu xanh Bảo đang cầm thôi. Thì anh chị cô chú nào á mà thích màu pin chọt Akuya, tối ngày hôm nay được trợ giá 100.000 một bộ, 1.050.000, chỉ còn á là 950.000, thì mình liên hệ ngay nhà Bảo, hàng công ty cũng đã giao rồi. Màu xanh Galaxy này nhìn vô cùng sạch sẽ anh chị cô chú nha. Rồi bây giờ thì Bảo xin kết thúc chương trình giới thiệu khoan pin chọt Akuya K7 4 chức năng ngày hôm nay tại đây.